có phải Tô Lâm đang muốn hất Phan Đình Trạc ra khỏi mâm quyền lực? Ngay sau khi từ Trung Quốc trở về, ông Tô Lâm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã triệu tập cuộc họp tiểu ban nhân sự của Đại hội lần thứ 14 tại trụ sở Trung ương Đảng. Tham gia cuộc họp bao gồm Tô Lâm, Phạm Minh Chính, Lương Cường, Nguyễn Duy Ngọc, Lê Minh Hưng, Trần Cẩm Tú, Mai Văn Chính, Phạm Thanh Trà, Trần Thanh Mẫn, Võ Văn Dũng và Trần Văn Rón. 11 người này sẽ là những người có tiếng nói quyết định về nhân sự cho Đại hội lần thứ 14, trong đó tiếng nói của Tô Lâm sẽ có sức mạnh lớn nhất. Đáng chú ý, tại buổi họp này không có ông Phan Đình Trạc và việc vắng mặt tiểu ban này sẽ là một thiệt thòi rất lớn cho bản thân phe nhóm Nghệ An. Sau khi ông Nguyễn Phú Trọng qua đời và Tô Lâm lên thay, việc chọn thành viên bổ sung cho tiểu ban nhân sự mới này do Tô Lâm quyết định. Ngoài ông Trọng đã mất thì có 3 người khác trong tiểu ban cũ gồm Võ Văn Thưởng, Vương Đình Huệ, Trương Thị Mai đã không thể có mặt do đã bị Tô Lâm triệt hạ. Vì thế, tiểu ban nhân sự mới này được bổ sung nhiều khuôn mặt mới, tuy nhiên, ông Phan Đình Trạc vẫn không được chọn để bổ sung. Câu hỏi đặt ra là liệu đây có phải là ý đồ của ông Tô Lâm đưa ra hay không? Ông Trạc hiện là người có địa vị lớn nhất và có tiếng nói mạnh nhất trong nhóm Nghệ An. Sau khi ông Vương Đình Huệ ngã ngựa, ông Trạc là thành viên Ban Bí thư khóa 12-13, Ủy viên Bộ Chính trị khóa 13. Giờ đây khi đã thay thế ông Trọng, ắt hẳn Tô Lâm cũng tính đến việc thay thế những nhân vật do ông Trọng đã cất nhắc lên trước đó. Trong đó có ông Phan Đình Trạc. Tuy nhiên, với một nhân vật từng làm trong ngành công an và đang là Ủy viên Bộ Chính trị thì Tô Lâm không thể loại ông Trạc một sớm một chiều mà phải làm từ từ thực hiện. Trước hết phải hạn chế vai trò của ông Trạc, rồi sau đó mới tính đến chuyện hạ bệ ông ta. Ông Trạc từng muốn nhảy vào Bộ Công an để tranh giành chức Bộ trưởng vào thời điểm Võ Văn Thưởng mới từ chức. Điều này khiến Tô Lâm suýt trở thành hổ bị điều ra khỏi hang để mặt thịt. Có lẽ Tô Lâm biết rất rõ ý đồ của ông Trạc và nhóm Nghệ An nên quyết ngồi lại ghế Bộ trưởng cho đến khi sắp xếp được đàn em thay mình. Hành động kể trên của Phan Đình Trạc đã để lộ ra tham vọng của ông ta và nó trở thành bất lợi cho ông sau này. Việc ông Tô Lâm cho bắt giam Phó Ban Nội chính Trung ương được xem là bước đi đầu tiên để tiến đến loại bỏ ông Trạc ra khỏi chính trường. Số phận ông Trạc hiện nay đang treo lơ lửng, phụ thuộc rất nhiều vào lời khai của Nguyễn Văn Yên. Tiểu ban nhân sự Đại hội 14 có nhiều người, nhưng đáng chú ý là những nhân vật trong Bộ Chính trị. Bởi các ủy viên Trung ương Đảng thường có tiếng nói không đủ mạnh để giành lấy lợi thế cho phe cánh của mình. Đáng chú ý, trong tiểu ban này có Phạm Minh Chính, Lương Cường, Trần Cẩm Tú, Lê Minh Hưng và Trần Thanh Mẫn. Trong đó, Phạm Minh Chính và Trần Cẩm Tú là hai gương mặt cũ đã có trong tiểu ban này từ khi ông Trọng còn sống. Tướng Lương Cường là nhân vật mới được bổ sung. Tiểu ban nhân sự của một đại hội được xem là đội quân gác đền cho đại hội đó. Việc ông Trạc không có tên trong tiểu ban này là mối bất lợi lớn cho nhóm Nghệ An. Dù nhóm này vẫn đã có bà Phạm Thị Thanh Trà tham gia tiểu ban, nhưng bà Trà chỉ là ủy viên Trung ương Đảng, tiếng nói không đủ mạnh. Với việc Tô Lâm lên làm Tổng Bí thư, Phạm Minh Chính nắm chức Thủ tướng, có thể nói những người gốc công an đang làm mưa, làm gió trên chính trường tại Việt Nam. Tất cả đều là những đối thủ cứng cựa, khó có thể bị đánh bại. Ông Phan Đình Trạc cũng xuất thân từ ngành công an và thuộc nhóm Nghệ An, cho nên Tô Lâm muốn loại ông Trạc cũng không hề dễ. Chúng ta hãy cùng đợi xem Tô Lâm sẽ dùng biện pháp gì sắp tới đây. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin có phải Tô Lâm muốn hất Phan Đình Trạc khỏi mâm quyền lực hay không? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Giấu bài tẩy ngay cạnh Nguyễn Phú Trọng, nước cờ hay nhất đời của bà Dũng. Mối quan hệ giữa Nguyễn Tân Dũng và Phạm Minh Chính được dư luận biết đến từ lâu. Và với việc Phạm Minh Chính giật được ghế Thủ tướng vào năm 2021 đã cứu sự nghiệp chính trị của Nguyễn Thanh Nghị khỏi bị chìm sau khi dính sai phạm đất đai tại Phú Quốc vào năm 2020.
Tuy nhiên, gần như ít ai biết tới mối quan hệ gần gũi giữa Nguyễn Tấn Dũng và Tô Lâm, cho tới khi những hình ảnh hai ông này xuất hiện cùng nhau tràn lan trên mạng xã hội gần đây. Tại buổi họp với các cựu lãnh đạo, Nguyễn Tấn Dũng được ưu ái đứng cạnh Tô Lâm và sau đó tại lễ kỷ niệm 55 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Tấn Dũng cũng được xếp ngồi cạnh Tô Lâm cùng với Lê Hồng Anh, sếp cũ của Tô Lâm. Không phải cựu lãnh đạo nào cũng được ân huệ như vậy, mà cũng phải có mối quan hệ rất gần gũi, lâu dài. Gần đây, nguồn tin nội bộ cung cấp cho biết về mối quan hệ giữa Nguyễn Tấn Dũng và Tô Lâm trong quá khứ, kèm theo các bức ảnh chụp Tô Lâm ngồi cạnh ông Nguyễn Tấn Dũng trên chuyến bay thăm Cộng hòa Liên bang Đức vào tháng 3 năm 2008. Lúc đó, Tô Lâm chỉ mới mang quân hàm thiếu tướng và giữ chức Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh. Sếp trực tiếp của Tô Lâm lúc đó là tướng Nguyễn Văn Hưởng, một cánh tay đắc lực của ông bà Dũng. Ngoài ra, sếp của Tô Lâm lúc đó là ông Lê Hồng Anh, là một người kiên giang, đồng minh với ông bà Dũng. Ông Nguyễn Tấn Dũng và ông Lê Minh Hưng từng là Thứ trưởng Bộ Nội vụ hay còn gọi là Bộ Công an dưới thời ông Bùi Thiện Ngộ làm Bộ trưởng. Những người làm việc dưới trướng ông Lê Minh Hưng như tướng Nguyễn Văn Hưởng và các thuộc hạ đều là chỗ thân quen với bà Dũng lúc đó. Trong đó có Tô Lâm và Phạm Minh Chính. Giờ đây hai trụ mạnh nhất trong tam trụ triều đình. Ông Dũng bị đánh một giá là một thủ tướng tệ hại với những thành tích kém cỏi về kinh tế. Tuy nhiên, về việc gây dựng mối quan hệ, tổ chức mạng lưới, đặc biệt là nuôi dưỡng đàn em, thì chắc chắn không ai bằng ông bà Dũng. Việc Tô Lâm nắm được Bộ Công an dưới thời Nguyễn Phú Trọng dựng lò là một lợi thế rất lớn đối với ông Nguyễn Tấn Dũng. Ông Tô Lâm chính là trung tâm điều tra những sai phạm của quan chức từ trung ương cho đến địa phương để cung cấp bằng chứng cho Ủy ban Kiểm tra Trung ương thi hành kỷ luật. Số phận người bị điều tra tùy thuộc vào ý muốn của Tô Lâm. Nếu ông nhẹ tay thì người bị điều tra sẽ không việc gì hoặc chỉ nhận một hình thức kỷ luật rất nhẹ. Nếu ông nặng tay thì người bị điều tra sẽ ngã ngựa, thậm chí là bị bắt giam. Có lẽ nhờ vậy, sai phạm đất đai ở Phú Quốc của Nguyễn Thanh Nghị được đánh giá là nhẹ và Nghị đã thoát án. Mối quan hệ mật thiết giữa Nguyễn Tấn Dũng và Tô Lâm giờ đây đã được công khai hóa. Bởi ông Trọng đã nhắm mắt xuôi tay, ông Dũng không còn gì phải giấu giếm cả. Việc công khai mối quan hệ mật thiết với Tô Lâm sẽ khiến cho cựu Thủ tướng trở thành người nắm giữ quyền lực ngầm lớn nhất trong số tất cả các tứ trụ đã về hưu. Việc Nguyễn Tấn Dũng vốn nổi danh là người đánh bạc giỏi đã được chứng thực với con bài tẩy Tô Lâm, được giấu ngay bên cạnh ông Nguyễn Phú Trọng là đối thủ chính trị của ông. Như vậy, bao lâu nay, ông Trọng đã sử dụng một con bài chính trị của ông bà Dũng để đánh đông dẹp bắc, tạo nên sức mạnh vô đối trên chính trường mà không hề hay biết cho đến khi bị phản. Chưa chắc ông Trọng đã biết được nguyên nhân sâu xa của vấn đề. Giờ đây xem như ông Nguyễn Tấn Dũng mới là người chiến thắng. Nguyễn Thanh Nghị đang có rất nhiều lựa chọn trước mắt. Ngoài việc được Phạm Minh Chính nâng đỡ thì Nguyễn Thanh Nghị cũng hoàn toàn có thể đứng cùng các nhân vật gốc Hưng Yên trên mầm quyền lực của mình. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin ngày hôm nay, giấu bài tẩy ngay cạnh Nguyễn Phú Trọng, nước cờ hay nhất đời của Bộ Dũng. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de